xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Cụ thể, Anna đã nhận được rất là nhiều những cái lời thắc mắc inbox của các bạn về một cái vấn đề là nếu mà mình mang thai, mình không muốn dùng thuốc mà mình lại chẳng may bị cảm lạnh, bị sốt thì mình phải xử lý như thế nào. Đây cũng là một cái chủ đề mà được quan tâm qua rất là nhiều những cái lớp mang thai khác nhau. Và ngay cả là sau khi mà mình đã kết thúc mang thai rồi, mà trong những trường hợp mình bị cảm nhẹ hoặc mình bị sốt nhẹ thì mình vẫn có thể sử dụng cái công thức như thế này. Chúng ta nếu như chúng ta bị bệnh nặng, chúng ta phải vào và gặp bác sĩ và hỏi ý kiến bác sĩ. Những cái phương pháp mà Anna sẽ chia sẻ tới đây chỉ phù hợp với các bạn khi mà các bạn bị những cái triệu chứng nhẹ, nó vẫn đủ để làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và nhưng mà nó lại không đủ để mà hình thành nên là một cái triệu chứng mà bệnh nặng đến mức mà phải sử dụng thuốc của bác sĩ nhé. Khi mà bạn bị sốt thì bạn sẽ sử dụng nước chanh pha với cả một ít đường, và bạn uống nước chanh pha với đường, bạn uống ở cái nhiệt độ là khoảng 54 độ C, hơi ấm ấm một chút. Nếu mà cách mà để pha ra là rất dễ, là bạn dùng 3 sôi 2 lạnh là sẽ ra được nhiệt độ này rồi. Và khi mà bạn uống như vậy á, thì bạn sẽ uống từng cái ngụm nhỏ, đồng thời kết hợp với việc là bạn sẽ ăn uống những cái loại mà thực phẩm mà nóng, không phải là thực phẩm có tính nóng mà thực phẩm khi nó còn nóng. Tức là bạn ăn canh nóng này, bạn ăn cơm nóng này, kết hợp như vậy, mặc trang phục thoáng nhưng mà lại không được hở những cái huyệt như là ở cổ hay là ở nách. Tức là mình mặc, có thể là mình mặc mỏng và mình vẫn phải mặc là có tay. Mình không nằm điều hòa mà mình chỉ nằm cho nó thoáng, quạt thoáng thôi. Cũng không nên mở cửa mà gió lùa trực tiếp vào cơ thể mình, như vậy thì nó có khả năng là mình sẽ bị trúng gió thêm. Khi mà bạn bị cảm lạnh thì trong thời gian thai kỳ mình không thể uống thuốc được, thì bạn có thể sử dụng là bạn dùng khoảng 5 đến 6 cái tép tỏi, bạn nấu đun sôi lên. Khi mà bạn đun sôi lên, khi mà cái tỏi nó trong tầm khoảng 10 phút thì bạn sẽ cho thêm một chút đường phèn vào, và bạn uống, bạn dùng cái ly cà phê để bạn uống. Tức là bạn uống cũng từng cái lượng nhỏ một. Bạn uống như vậy vài ngày là bạn sẽ cảm thấy là cái triệu chứng cảm lạnh của mình nó sẽ được thuyên giảm. Vậy là Anna đã chia sẻ với bạn hai cái mẹo nhỏ giúp bạn có thể trải qua cái thai kỳ một cách khỏe mạnh và thoải mái trong trường hợp mà mình có những cái triệu chứng hơi ốm ốm, hơi bệnh bệnh một chút. Chúc bạn sẽ có một thai kỳ vui vẻ và chúc cho em bé sẽ phát triển khỏe mạnh thông minh từ trong bụng mẹ. Nếu bạn thích thông tin này, hãy giúp Anna share cái thông tin vào trong những cái hội nhóm mà có nhiều phụ nữ mang thai và những người đang có dự định để mang thai. Đồng thời hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực mau chóng ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.